Mọi người có biết ở bên Nhật Bản họ nổi tiếng về cái gì không? À đó được rồi. Mấy em con trai kiểu sushi, chắc là Naruto. Cái giả giả điên điên cái gì? Khỏi giả. Nhật Bản họ nổi tiếng về phim người lớn, hay còn gọi là phim sex. Và ở bên Nhật Bản có một cái cô này, cô đóng phim sex được khoảng 10 năm rồi. Và cô nghỉ hưu, cô không đóng nữa, kiểu mệt rồi. Thì khi cô nghỉ hưu, cô nhận được một tin nhắn tống tiền. Tin nhắn như sau: trong vòng 2 ngày tới mày không gửi cho tao 2 tỷ yên, tao sẽ tung hình nóng mày lên mạng. Mày thấy tao thông minh chưa? Cái plan này tao nghĩ ra từ cái hồi tao mày mới debut luôn. Tao coi mày mấy năm nay là tao ngứa lắm rồi đó. Cái cô đó kiểu: ủa là sao? Mày biết tao làm nghề gì không? Hình nóng là hình gì? Hình tao xông hơi, hình tao đắp mền, hay hình tao mặc áo khoác?